quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại chủ đề lương của lao động ở bên Nhật này các bạn. Thì trên tay mình đây đang là cái phiếu lương của một anh bạn mình làm về công việc là đơn hàng kỹ sư vận hành máy cơ khí. Anh này thì cũng sang cùng thời điểm trước mình 1-2 tháng. Và cái đơn vận hành máy tiện máy phay ấy, thì hiện tại về nó cơ hành cơ khí nói chung và các cái đơn hàng về vận hành máy nói riêng của cả thực tập sinh và của kỹ sư thì đều rất là nhiều. Và cái đơn về cơ khí là cái một trong những đơn top đầu về cái nguồn lực lao động ở bên Nhật này. Thì Nhật là cái nôi của là cái nền công nghiệp, phát triển công nghiệp rất là lớn rồi, các bạn biết rồi. Và cái nguồn lao động bên Nhật thì dân số già hầu như là không đủ để tiếp đáp ứng được cái nhu cầu công việc. Và giới trẻ bây giờ thì họ thích làm những công việc đơn giản hơn, nhưng những công việc như về máy móc thì họ không cần. Trong công ty mình thì những người làm, các bác làm 25-30 năm rất là nhiều, và thanh niên thì cũng có, nhưng mà thời gian gần đây thấy một số người đã nghỉ việc, mới làm được mấy năm thì họ đã nghỉ việc. Thì có một bác trong công ty thì có bảo với anh em mình là con bác đấy thì cũng đã đi học cấp 3, nhưng mà giờ đã bỏ học rồi, đi làm công ty rồi. Và các cái việc nặng nhọc như công ty mình làm về cơ khí hàn ấy, thì giới trẻ bây giờ nó không cần. Thì đấy, nó làm một chút thì cái đây là cái phiếu lương của anh bạn mình về đứng máy cơ khí. Thì hôm nay mình và các bạn sẽ cùng xem là cái công việc đứng máy cơ khí hay là công việc kỹ sư vận hành, kỹ sư gia công thì cái mức lương nó như thế nào, và có đúng như trong các cái đơn đăng tuyển dụng của các cái công ty xuất khẩu lao động ở Việt Nam mình không. Hiện tại thì ở Việt Nam mình thì các cái đơn về xuất khẩu lao động, về đơn hàng đứng máy hay còn gọi là cái đơn hàng vận hành máy ở này, máy CNC hay là vận hành máy cơ khí gì đấy thì có rất là nhiều. Thì hầu như trung tâm nào cũng có rất nhiều về đơn về cái này. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào luôn vấn đề chính. Rồi, cảm ơn các bạn đấy, thì mời các bạn cùng theo dõi cùng với mình nhé. Rồi đây các bạn, đây là cái phiếu lương của anh bạn mình đây, tháng 2 năm 2019 này, năm 31 Nhật. Đây là cái phiếu lương này thì anh ấy chụp cho mình và mình in ra thôi, chứ vì anh ấy ở dưới tận IG, mình thì ở trên Niigata chứ không phải là cái phiếu lương gốc. Thì mình lấy lương của tháng 2 này vì tháng 2 thì có 28 ngày, thì cái số lượng ngày nó sẽ ít hơn một chút so với những tháng khác. Và anh bạn này thì anh ấy không phải làm tăng ca vào buổi đêm, không phải làm ca đêm ấy các bạn, thì chỉ có làm ngày thường tăng ca và có làm ngày nghỉ. Tuy nhiên thì làm đêm thì anh này không làm. Thì mình lấy cái này để cho dễ hình dung và nó là khách quan hơn, chứ cái việc mà lương cao hay là thấp ở bên này thì nó phụ thuộc vào cái giờ làm, vào cái việc làm thêm ở các bạn nha các bạn. Thì nếu mà làm đêm thì mức lương sẽ khủng hơn là nhiều, khủng hơn nhiều. Tuy nhiên thì mình không lấy cái lương làm đêm. Ok, chúng ta sẽ vào luôn vấn đề. Đây là tên công ty và đây là tên của anh này, số thứ tự, số gọi là số thẻ nhân viên ấy, là 183 tên này. Đây là Trọng. Thì bạn nào mà đang học tiếng Nhật hay là mới bắt đầu học thì phiên âm chữ này là chữ Trọng nha các bạn nhé, katakana theo tiếng Nhật nhé. Rồi tháng vừa rồi là tháng này là có 28 ngày, thì anh ấy ngày đi làm của anh ấy là 23 ngày đấy, và không khuyết, không nghỉ ngày nào, khuyết động số ngày số này. Rồi ngày nghỉ dư kiêu có hưu lương cũng không có ngày nào, nói chung nghỉ là không có ngày nào. Đây là đến cái giờ làm thêm của ngày bình thường này, chữ giang điều chỉ càng 38 giờ làm thêm ngày thường, và làm thêm ngày nghỉ của anh đấy là 8 tiếng đấy, làm đêm là không có phút nào đấy. Thì ngày thường làm 38 tiếng, ví dụ mỗi ngày làm 2 tiếng thì là nó rơi tầm cũng hầu như là ngày nào cũng làm tăng ca rồi nha các bạn. Đây đến phần lương, đây phần lương anh cơ bản anh đấy là 20 man, và cái tiền làm thêm vào ngày thường của anh đấy là 4 man 9 48, thì gần năm man 4 man 9 rưỡi rồi. Và cái tiền làm thêm của ngày nghỉ là 1 man các bạn.
thì thành ra là tổng động viên của anh này là được 25 man 9 sen và 897 đồng, thì nó gần 26 man. 26 man nó tương đương khoảng tầm 53 54 triệu tiền Việt Nam đồng gì đấy thời điểm hiện nay. Đấy, tiếp theo là các khoản khấu trừ các bạn. Khấu trừ thì đầu tiên về các khoản bảo hiểm này thì là 1 man 188, gần 1 man 2 anh. Để tiếp theo là cái tiền nên kin 2 man 196, gần 2 man 2 rồi. Là khoảng gần 2 2 triệu rưỡi. Và tiền bảo hiểm thất nghiệp là 780 yên. Và tiếp theo là đến cái tiền thuế thu nhập của anh này phải đóng 5 sen 680 yên, khoảng tầm 1 triệu gì đấy. Vậy chỉ là tổng động viên là anh này bị trừ là 3 man 4099. Là 3 man 4 đi, 3 man 4 thì cũng còn bị trừ mất 7 triệu tiền đâu? Đây mình nhầm, quên quên. Xin lỗi bạn, đây mình nhầm. Cái này là anh ấy tiền nhà chứ. Tiền nhà anh ấy bị trừ 3 man 4, tiền nhà nhà cửa điện đó. 3 man 4. Về tổng động viên anh ấy bị trừ mất 7 man 4399. Tổng động viên là 7 man 4399 là rơi vào tầm 15 triệu đó các bạn, bị trừ 15 triệu. Đấy, thế thì còn lại của anh ấy cầm về tay được là 18 man 5 sen và 498 đồng. Ngày nhận lương là ngày 15 tháng 3, thì cái lương thì sẽ là tính từ ngày 15 tháng 2 và đến ngày 15 tháng 3 sẽ nhận lương này các bạn nhé. Và tổng động viên anh sẽ cầm về tay là 18 triệu 18 man 5 sen và 498 đồng. Nó tương đương với là khoảng 40 triệu tiền Việt Nam. Đấy, thì là cái tiền anh cầm về tay, chưa trừ cái tiền ăn uống đi. Ăn uống đi thì mình sẽ trừ đi khoảng tầm 3 man, cứ là cho ăn uống nó cũng được gọi là thoải mái rồi. 3 man là tương đương với khoảng tầm 6 triệu. Thì tiền cầm về tay sau khi trừ các thứ tiêu pha đi thì anh sẽ còn lại khoảng tầm là từ này là 40 triệu, thì trừ 6 triệu đi thì khoảng tầm 44 34 triệu gì đấy. 34 triệu hoặc là cứ cho 30 triệu là tiền anh gửi về nhà. Còn lại trong người thì anh để trong người mua sắm lặt vặt. Đấy các bạn, thì gọi là mình và bạn vừa xem xong cái bảng lương của kỹ sư vận hành máy, hay là có cái đơn cái tên khác trong cái đơn hàng là kỹ sư gia công hay là kỹ sư vận hành máy cơ khí gì đấy. Thì với mức lương cơ bản là 20 man. 20 man này thì về cái vấn đề cơ bản là mức lương của những người vừa mới sang làm á, thì ngoại trừ một số cái ngành đặc biệt có mức lương cao khủng hơn như là IT hay lập trình hay là một số cái kỹ sư xây dựng hay gì và đi theo dạng chuyên gia thì nó sẽ khác. Còn về mặt mặt bằng chung là đi theo cái diện kỹ sư mà đi thi đơn hàng này đi ấy, thì mức lương cơ bản nó là gần như tương đương nhau hết các bạn nhé. 18 man là mức sàn, đến tầm 20 man 22 man cũng có, thì cũng tùy vào cái khu vực và tùy vào công ty thì cái mức độ đãi ngộ sẽ khác nhau. Cái đấy thì ở Việt Nam mình cũng tương tự như thế. Thì đối với bạn này là với mức lương 20 man thì đối với cái tháng làm 23 công và tăng ca là 38 tiếng ngày thường và 8 tiếng ngày nghỉ thì bạn ấy cầm về tay là 18 man rưỡi, là tương đương khoảng tầm 40 triệu tiền Việt Nam. 40 triệu tiền Việt Nam thì sau khi từ tiêu pha các thứ ăn uống, cái 40 triệu này đã trừ tiền nhà đi rồi, thì sau khi trừ ăn uống và tiêu pha phát sinh lặt vặt hàng ngày trong tháng thì bạn này còn khoảng tầm hơn 30 triệu tiền gửi về gia đình. Đấy, thì đây là một con số tốt rồi đúng không ạ? Con số đây là cao rồi, thì con số đấy rất là cao rồi. So với những người mà mới sang đi làm hoặc là so với lao động tại Việt Nam thì một con số đấy là con số mơ ước rồi đúng không ạ? Đấy, thì các bạn có thể tham khảo được về cái mức lương của cái đơn hàng cơ khí để xem có đúng với những cái trung tâm mà các cái đơn hàng người ta đưa ra để quảng cáo và giới thiệu cho các bạn không nhá. Đấy, ngoài ra thì nếu mà còn có thắc mắc gì về cái vấn đề lương này thì có thể comment vào dưới video của mình sẽ mình sẽ hỏi lại và sẽ giải đáp cho các bạn tốt hơn, cụ thể hơn nữa và về vấn đề công việc nó như thế nào. Okay, thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình, và ghé xem video của mình thì hãy để lại một đăng ký kênh
like, share và comment ủng hộ mình nhé các bạn nhé. Ok, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.